Chứ là mình lo cho con mình. Dạ, mình lo con mình. Nhiều khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ để có thể lo mà cho mà nó chạy chiếc xe nhà. Cũ nữa chứ. À. Con đi qua thấy chạy xe cũ mới trời ơi, chạy xe ôm mà xe này xin lỗi. Gặp cô cũng đi nữa, khách nào dám đi. Xe cũ quá chứ mình nghĩ trời đó coi, cái thấy mình chờ con mình vậy mà lấy chồng vậy rồi sao lo được cho con mình. Giờ có cháu làm sao lo được cho chú ngoại mình. Cái không hài lòng. Nhưng mà giờ hai đứa thương quá rồi. Nhưng rồi là mưa dầm thì bao lâu cô mới thấm? Cô mới thấm mới 4 năm nay thôi. Cưới xong rồi thì cô giận. Cái này cô không hài lòng mà. Thì muốn nhà ở riêng, không ở chung với cô. Mà cô dẫn tới thường, cô dẫn thăm, dẫn đến. Mà gặp gái nó sanh, nó thương nhau quá đi. Trời ơi, sanh 4 năm 3 đứa. Trời ơi, 4 năm 3 đứa. Tại đâu muốn đâu lại gì hả? À, chào em vợ. Dạ, xin chào Linh với lại Lê Lộc nha. Dạ, chương trình. Dạ, chào anh. Chào. Dạ, chào cô ạ. Rất vui được chào đón mẹ và con rể đến tham gia chương trình. Mình giới thiệu về mình cho cả khán giả cũng được biết. Xin chào Nguyễn Linh, Lê Lộc và chương trình. Mình là Quỳnh Thị Thu Việt, 60 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Mười tuổi mà trẻ quá. Trẻ. Chú 50 mà chú còn thấy già không vậy? Em tên Long, ở Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nay em 38 tuổi. Anh là rể của mẹ là bao lâu rồi? Dạ, 7 năm rồi. Ồ. 7 năm. Đúng rồi. Mình có con chưa nhờ? Dạ, có ba đứa. Wow. 7 đứa, 7 năm rồi phải hỏi mấy đứa. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình, cô ấn tượng điều gì? Thành tình mà nói, lúc đầu tiên gặp thì mình không hài lòng. Không hài lòng? Không hài lòng. Sao vậy cô? Điều gì? Tại vì thành tình là con gái cô á, nó cũng dễ đẹp, dễ thương, nó cũng giỏi nữa. Tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa, nó giới thiệu mà nó nói hỏi bạn con làm nghề gì đó, chạy xe ôm. Rồi hỏi gia đình thì cũng ổn định, cũng sống thôi, rồi nó chạy xe ôm. Rồi thấy không hợp cho con mình, không hài lòng. Chứ là mình lo cho con mình. Dạ, mình lo con mình. Khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ để có thể lo mà cho mà nó chạy chiếc xe cũ nữa chứ. À. Đi qua thấy chạy xe cũ mà trời ơi, chạy xe ôm mà xe này xin lỗi. Gặp cô cũng đi nữa, khách nào dám đi. Xe cũ quá chứ mình nghĩ trời đó coi, cái thấy mình chờ con mình vậy mà lấy chồng vậy rồi sao lo được cho con mình. Giờ có cháu làm sao lo được cho chú ngoại mình. Cái không hài lòng. Nhưng mà giờ hai đứa thương quá rồi. Nhưng rồi là mưa dầm thì bao lâu cô mới thấm? Cô mới thấm mới 4 năm nay thôi. Cưới xong rồi thì cô giận. Cái này cô không hài lòng mà. Thì muốn nhà ở riêng, không ở chung với cô. Mà cô dẫn tới thường, cô dẫn thăm, dẫn đến. Mà gặp gái nó sanh, nó thương nhau quá đi. Trời ơi, sanh 4 năm 3 đứa. Trời ơi, 4 năm 3 đứa. Tại đâu muốn đâu lại gì hả? Số mạnh đó. Chạy xe mà giờ sinh 4, 3 đứa là cũng căng lắm rồi nha. Thì bà ngoại lo. À, bà ngoại lo. Bà ngoại lo. Giờ thì tới thì nghe mình thấy trời ơi, sao con mình cũng đẹp, cũng giỏi giang, cũng dễ thương. Mà nó vậy trời ơi, đẻ vậy cũng làm gì đâu, cái nhà chừng con không à. Mình nghĩ thôi, tụi nó nhỏ đúng ra nó phải được đi đi đó hưởng thụ, chưa giờ hưởng thụ, mới lớn lên cái lấy chồng, giờ chừng ba đứa con không có làm gì hết. Rồi sao em trai? Em gặp mẹ vợ đầu tiên thì em ấn tượng điều gì? Xong là nhìn thấy mẹ biết mẹ không chịu em rồi, nhưng mà thôi em cũng chẳng sao hết, em bình thường à. Tại vì em cứ trai mạch luôn. Ừ, đúng hả? Đẹp trai cũng bằng trai mạch. Câu này đứng dưới ông bà mình ngày xưa nói ha. Rồi có giờ mẹ tỏ thái độ rõ ràng với em không? Dạ, không có vẻ có luôn đó mẹ. Tỏ thái độ rõ luôn hả? Nhưng mà thôi kệ, em không có buồn gì hết á. Tại vì hả, em biết mà. Mình là đàn ông mà không có làm được gì với vợ nhiều, trẻ cũng chẳng sao. Nếu em chạy xe sao em gặp vợ em được? Không, nếu không có chạy xe gặp vợ mà nè, em đi chơi. Bạn của mẹ rồi gặp nhau rồi quen thôi. Lúc mà mẹ không cho cưới nhau thì hai đứa tự ra riêng rồi tự cưới luôn hay sao? Dạ, không có nói chuyện. Hai bên vẫn nói chuyện rồi, nhưng mà tại vì bên nhà rể chặt quá. Rồi có con rồi không thể nói chung ra được. Còn về chung mình thì về chung cô không cho. Lúc đó mẹ vợ có chu cấp đâu, đâu, tới, cũng mình, tới chu cấp thì nghe mình thấy con vậy, thấy chứ hoài mình xấu xa nghe, tức nghe nè, tới lần nào cũng la cho tiền mà la. Dạ. La là la con. La con gái chứ không về la hàng rể. La con gái mình thôi. Mình nói trời ơi, đâu hoàn cảnh khó khăn vậy, cứ sanh gì hoài. Trời ơi, rồi sao không làm gì hết, cứ sanh gì hoài rồi lấy gì con lo cho con. Rồi mẹ còn sức mày lo được, giờ mốt mẹ không còn sức lấy đâu mày lo cho con. Thì la thì nó ngay, rể nó khóc. Khóc luôn hả? Rể khóc, rể nói lần nào mày gặp mày cũng la hết á. Cứ nói ủa mày la con gái mẹ mà, chứ mày đâu la con.
Thì không, tại vì cả hai cùng sanh mà. Thì nó có trả lời. Lúc em khóc thì em nghĩ về điều gì em? Tôi làm chị bộ thôi, em không biết sao không hiểu. Hiểu chị em thôi. Ừ thôi, em không ghét, không chắc mẹ gì hết á. Hiểu chứ sao mà không đặt con đi giày cũng cứ la hoài. Thì nó nói mẹ la vợ con cũng như mẹ la con rồi. Cái nó khóc thật tình, lúc đó mình cũng chưa. Còn giận mà, chưa có xua lòng. Cái về nhà, cái mình suy nghĩ lại. Mình nghĩ trời tội nghiệp quá, mình la mà nó khóc. Cái về suy nghĩ lại, cái đầu cái cũng thương thương. Rồi cái mình thấy vậy, cái thôi, cái mình nghĩ thôi, kệ con của mình. Cái bắt đầu mình mới cho vợ chung. Là thứ ba rồi vợ chung. Thì vợ chung rồi bắt đầu mình mới thấy là khuya, thí dụ con nó, hai đứa lớn á, nó mẹ mẹ pha sữa cho con. Thì thằng này nó hôi, đừng kêu mẹ, để ba pha cho. Thì tự lấy bình, tự xúc bình, tự pha sữa cho con. Giờ thí dụ ban ngày á, nhiều khi mình đi chợ về, cái mình nói, mình kêu con gái dậy á, con nấu đồ ăn đi con, mẹ đi chợ về nè. Tại mình làm nghề tóc mình cũng chưa là mình không có rảnh, mình đi chợ về nó có nấu đó con. Thì nó thôi để con rửa rau cho, con làm cá cho. Còn chút nữa vợ con vậy nấu. Tại hôm nó khuya nó mệt thôi, mày đừng kêu vợ con, cho con dừng ngủ trễ chút. Giờ mình thấy nhiều khi nghe con gái mình á, nó hay chuyện sống sản lắm, nó không chuyện nó nhẹ. Cái mấy lần nó cử nó làng này, cái mình phòng ở cái bên mình nghe mà. Thì mẹ thằng này chỉ khóc thôi. Thằng mỗi lần gây thì con kia thì lớn tiếng, này chỉ khóc thôi, không nói gì hết. Từ đó cái ở chung mình thấy vậy rồi mình thấy thương, mình nghĩ thôi kệ đi. Nó làm không như tiền thật mà nó thương vợ nó, giờ nó thương cháu ngoại mình, là thấy mình vui rồi. Nó không có nhậu nhẹt, nó hiền ít nói nữa, mình thấy thôi vậy là vui rồi. Rồi từ đó mình mới thương nó. Mẹ vợ la con không, em cũng khóc. Rồi vợ la em cũng khóc nữa hả? Không phải, không khóc vậy. Thì thôi tôi không khóc. Để khóc. Tại đây tôi buồn hay khóc. Buồn khóc. Mà em buồn chết mẹ. Tại vì em cứ làm lên, em làm ra nhiều tiền cho con cho vợ em. Con thôi. Tội nghiệp chàng rể hả? Đời đàn ông đôi khi cũng nhiều sóng gió lắm con. Đàn ông đôi khi cũng khổ lắm thấy chưa? Ừ, mà ở nhà nó thương vợ thương con lắm. Đàn ông cũng đôi khi cũng nhiều nước mắt lắm chứ bộ. Bây giờ thương về cái gọi là có la này kia nữa không? Trời lo từ lý nghĩ, nó chạy xe phải nhắc nó từng cái nón. Ờ con lấy nón hôm để con quên nó không hiểm. Đi xe về phải dặn con phải khóa xe để mắc xe nha con. À, giờ mẹ vợ thương em cảm nhận thế nào? Biết mà giờ chút là mẹ lo cho em hết rồi đó. Chắc mình cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn, phải không anh? Ba đứa con rồi, để mẹ lo hoài như vậy. Giờ em chỉ nghĩ vậy mới buồn thôi. Thì giờ chạy xe giờ ế quá, thì cô cũng khó khăn lắm. Cô cũng đang ở nhà mướn nữa. Cô ở nhà mướn 15 năm nay, thành ra lúc mà cô muốn về chung á thì cô không khả năng cô mướn nhà lớn. Trời ơi, thương quá. Đây là một câu chuyện rất là đáng thương luôn á. Không biết mỗi tháng thì anh có phụ mẹ được cái tiền nhà không ta? Không, ở đây mình không thấy, mình nói thôi. Mẹ lo mẹ hết cho, mẹ con chỉ lo đóng tiền học. Tại đứa trẻ lớn nó đang học lớp 2, còn hai đứa nhỏ chưa đi học. Dạ. Nãy giờ con chỉ đóng học cho con thôi. Còn cơm nước mẹ lo hết. Có bao giờ mẹ con ngồi nói chuyện với nhau như thế này không? Không, em ít khi nói đâu, em chỉ nghe thôi. Không có nói hả? Ít nói lắm. Cô chạy xe xong rồi về cái trong phòng với con nó chơi, nghe thương, nó thương nó lắm. Nó đi về là nó giỡn với con, nó nằm cái con nó giỡn với nó, leo lên mình nó không có la. Cái từ đó mình thương. Từ khi mình nói trời đã con chạy xe mệt rồi, sao con cứ chiều nó về, đừng có chiều nó quá. Mà nó nằm với cái ba đứa con, nó đứa đứng trên đầu, đứa đứng trên bụng, đứng trên chân, nó không có la. Có bao giờ em thấy mẹ em khóc thế này chưa? Không. Chưa đúng không? Thấy mẹ buồn thôi chứ thấy mẹ khóc. Anh nghĩ rằng mẹ chỉ khóc ở trong góc phòng nào đó, ở một góc khuất nào đó thôi. Cái nỗi buồn của mẹ rất lớn đó. Cái nỗi lo của mẹ là rồi đây ai sẽ lo cho cháu mẹ, ai sẽ lo cho con của mẹ, ai sẽ lo cho rể của mẹ. Đúng không cô? Tại ông xã cô cũng bệnh nữa, trong quẹ mình cô lo. Có bao giờ lâu lâu em tâm sự với mẹ, động viên mẹ vợ một vài câu hay là gì đó không? Em thì không biết tâm sự, không biết động viên sao mà em cảm nhận được điều đó. Thì mẹ vợ đăng ký chương trình này với mục đích mình muốn nói điều gì với con rể mình? Trời, chị mong á, hồi đó giờ mình thấy là nó thương vợ thương con nó, thì cứ mong nó cứ thương vợ thương con như vậy hoài. Còn chị mình nghĩ chuyện giàu nghèo là do trời ban, lúc mình cũng muốn vươn lên á, nhưng mà quan trọng ông trời có cho mình không, mình nghĩ vậy đó. Rồi hôm nay câu chuyện chúng ta vỡ lẽ ra nhiều cái khúc mắc trong cuộc sống mà cần phải giải quyết nha, để xem coi vợ em nói điều gì nha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em viết đôi lời nhờ chương trình nhắn gửi với mẹ và chồng. Nay em đăng ký chương trình này để được thổ lộ nỗi niềm và nói ra những tâm sự
em với mẹ và anh. Mẹ à, tụi con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã mở lòng cho tụi con. Cảm ơn mẹ đã dốc hết khả năng để tụi con nương tựa ở cuộc sống này. Và em may mắn khi lên đên trên cuộc sống lại được đồng hành suốt đời. Nhưng với anh lại không được may như em. Anh gặp em lúc thời điểm em ngang bướng, làm anh cũng chật vật với em và đối diện với gia đình ngay thời điểm khó chấp nhận, tin tưởng. Nhưng anh luôn bên em, không hề làm khó xử hay lời nói và hành động gì trách móc em. Và rồi an ủi em ngược lại rằng anh không buồn, không khóc đâu em, đừng lo và suy nghĩ. Em bên anh lo cho anh như vậy là anh vui lắm rồi, dù có thế nào đi nữa, có em thương anh là được rồi. Đây chính là hạnh phúc và động lực và sự hãnh diện cho em. Giới thiệu rằng em may mắn có được mẹ và anh. Cảm ơn chương trình đã cho cơ hội bày tỏ nỗi lòng của em. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và tất cả mọi người. Và em cảm ơn đời này đã có mẹ và có anh. Cảm nhận thế nào? Các em thì cặp cạnh gì nhất trời đâu đó. Chúng hơn vợ em mà. Đấy, còn em thì vẫn tôn trọng ba mẹ em mà. Giống như ba mẹ rộn em thì khác gì đâu. Con gái của nó thì... không có nói thôi. Con gái của nó vậy cô thấy sao? Cô biết nó rất hiếu thảo. Mà cái là mình khi mình nói cái nó không nghe phía mình. Hơi ngang chút. Chứ theo ý nó không à. Mình chỉ buồn vậy thôi. Chứ cuộc đời cô thì cô nghĩ rồi. Đời cô sống vì con cô. Thành ra cô hy sinh tất cả vì con cô hết. Tại cha mẹ cô mất sớm. Rồi hôm nay thì em cũng nói gì với mẹ vợ của mình hay không? Em hả? Giống là em chỉ cảm ơn mẹ thôi. Thì mẹ đã nói cho mẹ hết mình rồi. Không có gì để vợ nói hơn nữa. Gần mong mẹ sức khỏe dồi dào hơn. Rồi đợi mẹ đến với em với vợ em rồi. Cô có mong muốn chàng rể điều gì không ạ? Mẹ cũng mong con. Hồi đó giờ con thương vợ con. Thế nào thì giờ từ vậy về sau con cũng thương vợ con. Với con cũng hết như vậy là mẹ vui rồi. Mẹ không đòi hỏi gì hơn hết á. Cảm ơn mẹ. Rồi chúc gia đình sẽ hạnh phúc. Và chúc gia đình sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và anh một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Chúc mọi điều may mắn nha.